Cười. Ở nhà nói chuyện qua ngoại mới quen nói chuyện này. Hóng à, cửa. nó đang ngủ mà giật mình nói ngoại đây nè con, là nó nín à. Nghe cái tiếng nó nhận Nghe ra đúng tiếng không? nó biết con quen rồi, mai mốt là ngoại con đi đâu là con phải chạy theo vả luôn hết à. Chứ có ai đâu con theo ông ngoại đi mần vậy. Ông ngoại đi mần, ngoại đâu là con đó à. Mẹ có biết đâu, lợi mẹ. Sáng giờ bú cử nào chứ chị? À, sáng giờ mới bú hả cử à, Khổ ra gần gần 1 giờ chiều rồi. nó bú cử rồi. Gần 1 giờ chiều rồi. Bú thưa già hà. Trời ơi, nhìn cái gì lạ quá. Nó gần 1 giờ chiều rồi. Cho người ta À, bú nữa rồi người ta đi ngủ trời. hai hai tiếng mà bốn cử, hai tiếng bốn cử à. Vậy hả? Ừ. À, cứ chia ra vậy. Cái ấy canh nó cho nó con mau biết nấu giống cái lưỡi con nhuận đốt luôn nè. Yeah. Nó Nhưng mà thấy nó không cái chuyện dài đâu biết rồi. Biết lưỡi là con mau nhuận, biết nói rồi. cái lưỡi con nhuận đốt rồi. Ừ. Vài Mà tháng nữa là nói như nó 6 giờ mà. buồn hai hai tháng Yeah. mấy mà nói gì hả, nó phụ nước À, miếng bắt đầu cho là triều nước miếng rồi đó. dơ không Phun hả, nước, phụ nước miếng cho bắt đầu là phun nước dơ miếng không rồi đó. đó, biết rồi mà hả, con biết rồi đó vừa hả, Cái bạn có dài dư quá con tỉnh rồi con nói chuyện ơi, thấy trời chưa, ơi bây giờ bắt đầu nói chuyện rồi đó. hả, Nãy mới dậy ngủ dậy hồi nãy là con á. ngay ngủ hả. Ừ, nãy con còn ngay ngủ á, con chưa có đã giấc con đó. Ừ. Con dậy con còn ngày ngật á hả con, bây giờ con tỉnh rồi đó. Ghét. Bây giờ con tỉnh giấc rồi đó, Cưng con thấy không, thiệt con tỉnh giấc rồi nè. Ồ á. hả con tỉnh giấc rồi. Ồ, quá trời quá hỏi luôn mà hả con. Ồ, sao không ai mà ngờ mà mẹ con cho bà ngoại con giày thích cháu mà hả con. Ồ, cho ngoại vàng mà hả con, quá trời luôn mà. Ê, hồi mang bào lo quá trời là lo luôn. Trời ơi, cái bụng nó có chút xíu mà hả, giàu không biết sanh ra làm sao đây. Bụng Mà nhỏ mà còn chạy nhảy lung tung chạy đâu có biết nhảy gì đâu, đúng là bởi thiệt vậy á. Người ta nói trời là ơi, có sinh có dưỡng thiệt á trời, trời không Phật ai tin được độ trời. nói hả, mà ẩm về ta nói ai cô bác ai cũng mừng giờ hả, đi da hả chui da không có tật có nguyền, cưng ông ngoại thôi ông mừng biết bao nhiêu nói. Đâu con nói chuyện nữa đi, cười cho ông coi đi, cười đi đó 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 đó, giờ xong rồi phải không, hết giờ rồi phải không hả, hết giờ rồi hả, hay là ngoại không nói với con nữa là con gây. Sao? Hả? Sao em? Nhỏ kia đẻ không được mà nó có mẹ, trời ơi hả, nó xẩu sữa hơn nhỏ này. Mà nó nhỏ kia không Không, mừng người ta thấy giày cũng bình thường chứ không thôi, thấy thấy không con có gái chứ mừng không nhỏ phải này là còi đó. à, quá trời cái nàng này nữa thôi. Con mà từng nữa con biết đi thôi, con quậy dữ lắm Đạp đạp hả rớt cái con. vàng ra kìa Đấy. Con hả biết đi con hả, con quậy dữ lắm. kìa. Ta nói à, hồi trưa nó còn trong bụng mẹ nó, cái bà ở sớm á, bà làm cho hai kiếp như vậy nè à, mà hả nó đứt rồi hả Giao tầm hết kiếp à, rồi còn nhỏ kia thì nó mua cho bốn kiếp như vậy à. hả, Người ta nói bà là làm bà thỉnh ở trong chùa á, bà dạ. đem cho phải, nó có phước nó già hả, ai cũng thương. Gái thì đã thấy
Dồn quá trời luôn. Dạ là bữa nay treo đồ chai là biết rồi. À, chỉ cần cái lục lạc á, chị lắc là nó biết nhìn rồi. Treo đồ chai là hóng rồi. Hóng rồi chơi rồi. Chị ấy cái lục lạc này nó biết nhìn thêm nó ấy đó. Mà à, nó còn nhỏ mình đâu có lắc mạnh. Để đó thấy không? Thấy không? À đúng rồi. Thấy không? Ừ. Đó, kéo đầu lại nha, nó nhìn theo thấy không? Đó, đó. Phấn khởi vui kìa, cả mặt vui vui kìa. Ông ngoại đi mua cho chai, ông ngoại lụm nè. Cho cháu chơi. Ông lụm cho một giỏ sách đồ chơi luôn. Ừ. Trà để dành. Vì rửa sạch sẽ để dành. Trà ngâm thuốc tẩy. Tẩy chưa nữa. Thấy không? Đó. Thấy nó đi lấy vậy đó. Lạc này, biết nhìn, biết chơi vậy đó. Ngày nó kêu rèn 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 đường đã rèn 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 xuống thấy lạ. Giờ là cái tuổi này cái tuổi mà tò mò khám phá mà ra cái gì nó cũng lạ. Cái gì cũng thích đấy. Nãy nóng quá chứ bây giờ mát cái nằm chai rồi đó, chịu rồi đó. Giờ chứ Hà My được nhiều người thương lắm. Càng lớn cái mặt càng cưng, nhìn cưng lắm luôn đó. À, lớn lên xinh gái lắm này. Lỗ mũi nó dài, chừng đó chừng nó thành gái 20 hơn 20 tuổi là mình dài rồi. À, chị dám sống hả, chừng nó 10 tuổi 12 tuổi thôi được là mừng rồi. Chị năm nay còn trẻ mà chị. À 55 nè ha. 55 mà tại bệnh hoài nữa. Chứ phải không bệnh cũng đỡ. Chứ còn ra mới bị lớn vậy biết nhìn đồ chơi rồi thấy không? À. Chăm chú luôn. À. Nay ra được cái chiếu này nằm nó cũng êm. À, thì người ta cho tiền đó giờ chị. Dạ. Nói chung người ta cho mày mình thật tiền là đã. Xài cho nó có căn có tư rồi để cho cháu nó có sạch dạ, sẽ. Sạch sẽ nó êm nằm là nó êm. Hay đưa xuống ở nhà dưới nó thoáng nó mát. Chứ nhằm khi đã ý đồng tiền cô bác chị em ta cũng mừng cực khổ. Dạ. Người ta thương rồi. Con thương cháu mình thì giúp thương cháu. Nhất là Hà My nè. À, dạ. Cháu lại mình ăn mình xài không lo cho cháu được. Đâu có đúng. Dạ mẹ như thế đó là người ta thương hoàn cảnh cũng sinh ra không ai mong muốn gì hết nhưng mà thời dài giờ cũng mừng lắm rồi. Dễ lắm. Ừ, nó dễ thì. Vậy thôi giờ nhà nó chơi đã, giờ thí dụ nó khóc cái cho nó bú xong cái thả nhõng là ngủ. À. Vậy đó, chứ không có gì nha. Dễ thương chứ. Tối à, ví dụ nó thức cũng chơi, nó thức. Giờ mình hả ngủ, nghe nó khóc rồi thì dậy thì cho nó bú. Bú xong rồi cái giờ ngủ. Giờ nó cũng ngủ. Nó chơi đã nó ngủ. Dạ trưa nay chị ăn chưa? Hả? Ăn chị, cơm chưa? Ngày ăn có hai tử cơm mà. À nó vậy đó hả? Cũng vậy nữa, ngày mẹ con ăn. Vậy là 8 chiều mà. 8 9 giờ mới ăn. À, ăn tới chiều có 3 4 giờ ăn lần nữa. À, là sao rồi đó? Chị tới nó quen rồi đó ha. 7 8 giờ tối chị mới ăn còn thôi. À, 3 4 giờ nó ăn. À, sạch sẽ nó ngủ. Dạ. Còn chị ăn chiều xong. Muộn hơn. Hai chồng ăn muộn hơn. Thấy rồi nó không nó chơi đó. Dễ như cục đất. Cưng thiệt hả chứ. Dễ lắm. Quá
khó nữa thôi luôn đó. Trời ơi, cực lắm luôn đó. Bả dạy nhưng mà được cái nó biết phân biết phận nó cái nó dễ. Đã không có mẹ nữa mà khó trời. Dạ. Không biết sao mà kìa. Ẩm biết rồi nội ẩm gì mà nổi. Không biết sao. Bây giờ cứ bỏ ra ra chơi thôi. Trời đã. Chơi đã rồi muốn ngủ thôi. Mốt cái vụ mà biết bò biết ấy cái thải đồ chơi đó. Dạ, đó là. Chơi. Dầm chừng có ôm nước rồi mẹ. Con ngoan lắm á ông ơi. Đó con. Con ngoan dữ dằn lắm á. Ừ, con ngoan lắm à. Mẹ con vậy con biết thân con á hả con? Biết thân con nặng hả con dễ cho bà ngoại á hả con? Ủa hả con? Ê trời. Mẹ chồng mẹ la chồng y xèo chồng á. Ở chỗ đây nhà cửa đây nó thổi gió cho mát ghê á. Thổi gió cho chỗ đây mát. Nó chơi vậy đó, vui nó la vậy buồn thôi, nó khóc cũng như là ai mà quýnh mà giết mà nhỉ. Ủa vậy hả? À con khóc nữa hả? Nó buồn nó tự nó khóc nó ấy. Dên mà không nghe mà não đề nữa thôi. Ăn vô kìa. Nước không? Nó bú sữa chưa? Bình này nè. Một cử bú có 2 bình. Ủa, dữ vậy hả? Ừ. Trời. Đó, bình này bú có 2 bình. Nó bú là 100 rồi đó. Ủa, vậy thì vậy tính 100. Ra là bú nhiều quá chứ. Ừ. Nên ra hàm mới bú nhiều ha. À, về một tháng là hết 5 hộp rồi đúng rồi. Năm là coi như là gần hết 2 triệu tiền sữa rồi. Chưa có tả, chưa có này kia kia nọ. Đó, thấy chưa? Ở ngoài là lòng cực luôn đó nè. Nước nào ăn uống nè. Sữa, sùng, điện, nước. Yeah. Ăn ngoài nó không bừa chứ. Nhiều tiền lắm chứ không phải vậy. Lưu đứa nít là dài đó. Nhiều tiền lắm. Đó, bây giờ thì có mình ở ngoài cày thôi. Để kiếm tiền thôi biết chưa. Chừng sau lớn rồi nhớ thương ngoài nha. Thao mà con quẹt là đâu hoài vậy hả? Thao à? Ngủ chưa đã đó. Đã. Em ngủ chưa đã. Thích chưa? Cái cô ở trên đã lần nay. Ôi cái gì cũng gỡ. Nè. Đồ chơi bất cứ cái gì. Ờ, cô thương ha. Bà thương dữ lắm. Trong mà ráo kìa cái miệng kìa. Á chơi ra buồn ngủ hả? Chứ ngủ đã hả? Con chưa ngủ đã đó chứ con trời ngủ đã trời ơi. Ngành nhìn quá rà nó nghe. Nhìn nó vậy. Trời. Con ngủ đã rồi không thấy con nói chuyện trong rồi. Ủa vậy là ông ở ngoài là đi làm bốc vác là bữa nay ngày đầu tiên hả? À, ngày đầu tiên. Kiểu như hồi xưa ông đi mần á, giờ không có việc mần cái ông chạy qua. Ông vô mần cũng chỗ cũ vậy đó. Này lao bốc vác về là ê người lắm á. Lao lắm rồi mới đi bốc vác lại. Còn quần cái đại năm giờ mà nhanh lắm, thời gian trôi đi nhanh lắm ha em ha. Trời cái mặt cười à. Ừ nói ngủ giờ kia con tỉnh giờ mấy con nói chuyện chậu không mê nữa thôi á. Còn ngoại thì được 2 đứa con mà không may bị dạy á, bây giờ được đó à, được cái cháu giờ cái là mừng chết luôn trời. Thiệt hết chứ. Không ngờ luôn đó. Bất ngờ luôn đó em ha. Ước ngờ luôn em ha. À, có cái chú nào á cũng xuống quay á, chú nói cái giờ có Mạnh Thường Quân nói hả cô chú cho hơn rồi, người ta cho cô chú hả vài trăm triệu đó, cô chú mình vốn ăn. Trời trời hả ông nạn nó giờ lấy vài trăm triệu đó tôi ăn sung sướng tôi và cháu tôi. Nó đi sống chỗ khác biết rằng nó
sống sung sướng đây mà tôi không thấy cháu tôi không ấy. Thôi chẳng thể thôi, để tôi đi lụm dây chai, tôi đi bán cái số, tôi đi mặn, tôi nuôi cháu tôi à. Thiệt cái dễ gì bây giờ mà hai anh chị thì con đứa này mà dễ gì. Ông nói trời ơi, giờ tôi lấy cái đó tôi ăn sung sướng, tôi và cháu tôi thấy vậy thôi, còn gì là con người. Đúng không? Không ai mà dễ vậy, trời ơi, đi thiệt thì về thôi, đè hung thôi. Dễ gì, ông cân vật chất là nói vậy chứ nhiều lúc vật chất thì nó cũng giá trị trong cuộc sống thiệt, nhưng mà đâu thì nó đâu đây thì đánh đổi được hai con ha. Ô đồ ngáp kìa, ú trời trời trời. Nha nè. Em nói chuyện nhiều lắm hả? Nói đi. Cái mặt cưng ghê á. Nha cưng ghê đó trời. Hả? Ủa cái thuốc này là chị uống hay là sao mà để một đống vậy vậy? Chị uống á. Ờ vậy hả? Ờ, thuốc nhất thuốc đầu á. Quá trời thuốc luôn, đóng thuốc luôn. Đó, đã dạy. Ông có ngoại là chết luôn á chứ biết làm sao mà làm. Đó. Nhất theo khớp sao mà làm cho nổi. À, mấy cái khớp chân yếu nè, vậy. Khớp hả? Nhất, nhất theo mấy cái này nè. Ồ, vậy hả? Tay chân nhất theo khớp. À, chú biết dạ không? Là chị bị đau khớp luôn hả? À, đau khớp. Dạ. Chú biết hả, có cái năm đó mà nó nhức giết theo mà đi lên nhà thương trên ruột nè, khám á, nó nói là hở khớp xương. Là nó bó. Ồ, chị, bó chị phải treo tay vậy. Treo vậy? À, ê, là hả, một trời. Tháng trời, và đi mới đi lên thay băng cắt chỉ ra. Rồi đã không? Nên giờ về vậy cũng nhức nữa hả? Mà hả, nó lên bác sĩ nói nhức giết hở khớp xương. Em thấy cái trái nhào của chị ngâm rồi mình ăn mình uống. À chị uống rồi hả? À, đó chị có bụi xương vòng rồi đó, chị cũng chặt nó rồi chị ngâm với giấm á. À cũng dùng nhiều rồi ha. Nhưng mà không đã ha. Đó. Chứ em thấy do là nhiều người họ chia sẻ cái trái nhào á. Lúc này ẩm nó nằm ngửa nó không có chịu. À, à. Bởi vì á biết sao là bây giờ nó bác biết không chuyện rồi, nó không chịu nằm ngửa nữa đó. Không chịu nằm ngửa. À, đó, nó chỉ dạy để nó ngắm ra chỗ khác. Nằm ngửa không chịu. Dễ gì à. Giờ người ta không chuyện rồi, dễ gì mà cho người ta nằm ngửa, người ta nhìn lên trên rồi người ta đã chịu nữa. Đúng không? Hồi xưa chị hả không bệnh á, chị có 40 mấy ký chứ gì. Giờ chị bệnh chị uống thuốc viết, giờ chị 60 ký, 62 ký. Ôi vậy là có 40 mấy ký thôi hả? À, hồi xưa dạ chị thì người nhỏ nhỏ ha. Trời chị nói hả, mà gì chứ chị sợ nhầm khi nửa đêm hả chị chết, chị bỏ nhỏ này, chị nhức đầu viêm son á. Nó nhức nửa đêm hả, trời ơi, nó nhức không tưởng tượng được. Ghê thật. À, nhức có nửa bên đầu hả. Đó. À. Viêm son nó còn dữ lắm á. Khó chịu lắm. Ừ. Rồi sao? Rồi sao em? Em bú giỏi lắm hả? Ôi, ngủ ngáp lên ngáp xuống. Con ngủ ngáp lên ngáp xuống vậy trời. Trước giờ là ông bà ngoại có ai nói chuyện đâu, hai chồng nói chuyện không, bây giờ có Hà My nữa, có người nói chuyện vui rôm rã. Nhà có tiếng con nít vivo về bữa nữa là vui lắm luôn đó trời. Có chị em cô bác đã tới chơi chứ hồi đó không có nói là không có ai á. Buồn yêu ha, ngày thì đi làm ngày chứ. Hai chồng đi mà về hai chồng lủi thủi rồi chứ con Hường thôi. Thiệt. Chứ không có ai giáo á, nhờ có nó con. Mà con Hường thì nó chỉ ứ gì đâu, đâu có nói gì được. Nấu gì đâu. Nhà có nó. Chị em cô bác người ta tới chơi thường. Thấy không? Vậy là chứng tỏ là con cũng còn lái đó chứ bộ. Tới thăm cùng bé My nè. Ừ. Phải đeo, trời nóng quá mà phải đeo miếng vào tay vậy nên nó nóng không? Hồi nãy hả chị lột da và chị hớt móng tay cho nó.
không thấy đường mà hết đã đời mà hết dầu về sao hả, nhìn lại nó cũng hả thò lên trên mặt nó quầu nè. Ồ. Lấy bao vô nữa. Mới không mới hết nó còn bén á. Mới hết nó bén đó chị ơi. Mà không hết là nó dài nó cũng quấu. Chừng nó đó, vài bữa nữa là vài bữa nữa là em chạy quanh nhà luôn đó. Vài bữa nữa là chạy quanh nhà luôn đó chứ nhanh lắm. Coi vậy chứ nhanh lắm. Vài bữa nữa chạy 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 theo đường luôn đó. Hả? Dạ mới nó chạy cho em đường luôn đó. Ngoại đâu khớp đâu mà chờ vài bữa nó chạy theo em là chạy đường luôn đó. Đó mở đó là chuẩn bị là 3 tháng rồi chứ gì đâu nhanh không chứ. Nằm xuống đi chị ơi, trời hoài bây giờ bỏ xuống cái nó khác liền kìa. Nằm xuống rồi, bỏ xuống cái nó khác rồi. La liền rồi mà sao ẩm, quen lắm. Ồ, ẩm đứng đỏ thấy chưa dễ. Nè, 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 mày nói chuyện nè. Mày nói chuyện nè. Nè, sao á? Sao nói, nó nói chuyện nè. Nè, nói chuyện nè. Ui. Thình thế. Ui. Tao, nói chuyện ngoại coi. Nói mà gây. Nói đàng hoàng nó nói sao gây hả, sao gây nè nói chuyện sao gây, buồn ngủ phải không, thấy không, buồn ngủ phải không, con buồn ngủ rồi phải không, ngủ em thấy không con kìa. Ngủ rồi mà buồn ngủ rồi mà nói rồi phải gây mới được hả con, thấy không. Thấy không? Nói dữ giỡn nè hả. Tại con buồn ngủ quá chứ con buồn ngủ còn giỡn con hét. Nói dữ ha. Thấy không? Này biết nói lại rồi. Nè. Thao. Nói chuyện ngoại coi. Nè. Thao. Cái gì hả? Có ông xuống rồi mà người thăm con mà con hư quá mà. Con quấy mà, thấy không? Chứ thường thường con ngoan lắm chứ đâu phải như vậy. Con buồn ngủ quá à, không? Con buồn ngủ quá à. Chứ không ấy, trời ơi con nói cho mà ông nghe mệt luôn á ha. Nói mà quạo. Cái chuyện dữ. Nói chuyện mà con quạo quá à. Con buồn ngủ con quạo quá rồi mà, không? Con cười. Trời ơi con cười bà ngoại con phái hả con hả? Lận cái môi hả ngoại cười hoài luôn. Nó miếu mà nó lận cái mỏ đó nó cười lắm. Đi. Hả? Mẹ đâu? Mẹ. Mẹ Hương đâu? Hả? Con nhõng nhẽo làm sao ngoại lo cho mẹ Hương được? Hả? Quýnh thằng Hương. Bể đầu thằng Hương. Ha? Như vậy là khi nào ảnh đi làm về mới cho bé vô người Hương vô. Ảnh thí dụ mà ảnh bữa nào mà có tăng ca hay là ảnh đi đâu mà về trễ á là 5 giờ mấy là chị bắt đầu chị chắc nó vô. Chị chắc vô. Chắc nó vô chị tắm rửa là để nó lên giọng là hả bắt đầu là ảnh sắp sửa về đó. Đúng. Vậy đó. Còn bình thường là ảnh về là ảnh cho vô. Ăn uống là cho vô. Ảnh là về sớm thì hả dắt vô và chị tắm rửa cho nó rồi hả nó leo lên bẩn nó ngồi. Mà có ẩm nó không dám quậy nữa. Dạ. Thấy không con, mẹ con thua con mà ông, mẹ con quậy dữ lắm, thấy không con. Mẹ con quậy không nay đạp trời xoay quanh quay xoay tròn nó nằm hả vòng tròn và hả nó lùi thôi tứ lung tung. Nè mai mốt con lớn lên con mặn con nuôi mẹ con á. Ông bà bảo dạy dạy chứ bây giờ biết làm sao nữa rồi ông bà ngoại cũng đâu có thể nuôi miết mẹ được. Ông bà ngoại hả già giờ con nuôi mẹ con. Hả con giỏi lắm con ngoan lắm hả con. Buồn ngủ nói chuyện nó quạo. Nó nói mà nó buồn ngủ quá nó quạo. Hả con. Không thấy con không? Con mà không buồn ngủ trời ơi. Thôi con nói chuyện hả con cười thôi tức ta. Tét luôn hả con.
lắm. Cưng lắm bà ngoại, tối ngày ngoại đòi quýnh bể đầu con không luôn. Bà ngoại chửi hoài luôn, hả không? Ủa, ngoại chửi con hoài luôn ha. Hả không? Bà ngoại chửi, nói con ai đâu không á. Hả không? Con ai đâu không á, cháu ai không biết nữa. Hả không? Ủa, trời ơi, nó già chuyện lắm. Hả không? Nó cười giết rồi nó chờ con. Ông ơi, kêu trời con cái con cười liền luôn á. Con khóc lắm á. Cưng quá à. Nóng quá cái hình như bị rôm ở mặt hay sao? À, nóng chị quá đó. Chị xuất phấn tới ngày đó. Nó còn vậy nè. Ồ. Tại chưa đó. Ấy, sao con? Cưng ha. Ngoại chăm giỏi quá. Coi giờ trước giờ chưa chăm em nhưng mà giờ chăm có vẻ là giỏi. Trời ơi, ba mấy năm mới chăm lại một đứa nít đầu tiên. À, giỏi với sao mày chăm cực lắm luôn đó trời. Nhưng con cái là hình như bé này thấy có vẻ là cũng dễ ha. Dễ, nó dễ lắm. Ông ngoại nó kiểu ổng thương ở nhà không có con nít đó, giờ ổng nói này nó kia vậy nó hơi ấy chứ còn nó dễ lắm, bú xong là tải dạ. Nằm chơi hả. Ừ. Không biết mốt nó lớn nó có lạ không thì đó mình không biết. Nó ấy chứ còn giờ là bú và nằm chơi à. Ừ. Mình cưng nó đó mà hả, có hai cây quạt phải dành cho nó hết đó mà chị không có đâu. Chú thấy đó cái nhà là cái cỡ nào. Bây giờ là trưa là đang thời gian nắm này. Ừ. Mà nay dịu đó. Ừ, dạ, mới mưa xong á. Bởi vì nhà này tôn nó gần quá đó. Gần, có nghĩa là thấp quá đó. Ừ. Cho nên là cái độ nóng của nó tôn nó phà xuống là nóng dữ lắm luôn đó. Chỉ ướt nó hả quan năm mà có chừng cái này mà lợp lá được là mát lắm đó. Lợp cho gì mà có chừng 5 triệu cái lợp cái này nè, xuống cái mình mua mấy triệu tiền lá và mình mướn thợ á. Người ta lợp. Mình để y nguyên cái bụi ái cái là mình lợp lá lại thôi, nó rất là dữ. Quá hay. Lợp cũng được dài là mát luôn đó. Đỡ dột nữa. Đỡ dột, đỡ đồ. Nói chuyện với ông đi ha. Ông nói chuyện đó. Chuyện cười đi. Con này con nói chuyện dữ vậy. Nè, hóng chuyện rồi đó. Nhìn cái mắt hóng chuyện rồi đó. Dữ vậy. Tối thôi nằm nói hả một mình. À, nói mình vậy đó. Rồi mình nói chuyện với nó cũng nói nữa mà đều ít nói trong bằng đêm mình đó. Sao? Bữa nay nhìn thấy ghét quá hả? Có mặt nhìn ghét quá hả? Ừ. Ủa mấy cái mấy cái vòng đó là vòng gì vậy chị? À cái này nè thì hả người ta mua kiểu như trong tháng á cho nó đeo, còn mà cái mấy cái này thì có bà ngoại nuôi nó trên Bình Dương á, gỡ xe gỡ thao tắm rồi đó cho đủ thứ quần áo, rồi còn này có bà giấu tên, chị giấu tên cho nhưng mà cái vòng đây là cái gì á chứ, cái gỗ gì đó đâu không, cái này hả? Để cho em bé khỏi giật mình hay cái gì đó không? Dâu. À dâu, đúng rồi, dâu tằm. Dâu tằm á. À cái vòng dâu tằm. Vòng dâu tằm để cho con nít thôi, không có gì hết. Cái đó còn hay lắm. Rồi mạnh thường quân ba chị đó. Từng cái hả? Chị gỡ đồ thì cho nó dữ lắm, quần áo cho nó bận còn tới 3-4 tuổi á. Ồ vậy hả? Ồ, dễ thương quá. Chơi đồ còn ở chỉnh mớ nữa. Ồ, đồ chơi đồ quá trời nè. Mấy mốt còn ở chỉnh mấy bao ở chỉnh nữa. Cái đồ này là phải còn một thời gian nữa mới dùng được. Mấy cái đồ chơi lớn lớn rồi mà. Tông đơ đặng về cắt tóc cho em. Cắt tóc cho nó mà ông ngoại nó nói già mà nó còn mỏng, ổng chưa cho. Dạ. À, ông ngoại nó cắt. Để mốt ấy, tao nói hả bà gỡ đủ thứ hết giáo. Cưng quá. Xúc teo đồ bà gỡ về cho sức cho ấy đó. Dạ. Kệ được nhiều người thương vậy đã ha. Nó, em ha. Nhận hả nó hả cháu. Giờ ba gỡ thôi đủ thứ. Mốt mùng 5 tháng 5 chị dâu bả về ở Long An nè. Giờ bả mới có xe, mới bỏ lên xe đem về. Nữa. Ổng đem về một mớ đồ. Bởi chị nói trời ơi hả con hả đầu thai ra bà ngoại hả nghèo khổ tự nghiệp con mà trở lại con sướng. Có hả mấy bà hả thương con hả cho đồ con quá trời quá đất luôn.
Má ơn biết bao nhiêu cho nói mừng. Chở xe đó, xe đi, xe này, xe kia đầy đủ hết. Tôi nói hả, tới hả con này, con kia, bà gỡ thôi. Nó ra nó cứng lắm. Bữa nay là 28, bữa nay là 28 rồi nè. 27, 28? 27 tay. À vậy hả? Vậy dạ là tới mùng 8 tháng sau là lại được 3 tháng tròn. Mà nó cứng lắm. Con làm thái chứ còn nó cứng, nó nhỏ con chứ nó cứng lắm. Vậy hả? Cứng thiệt trời. Nhìn cái mặt cái cứng á, nhìn như lanh chứ. Lanh lắm. Ừ. Tại mới ngủ chứ trời. À, chắc con cái là hả con cười thôi. Nè tét luôn. Nằm, nè con nằm xuống mát nè, nè cười nè. Ồ mẹ, mẹ nó ở ngoài đó la dữ ha. Mẹ la, nè con cười đi. Ý. Ông đi. Đó, ông kia kìa. Ông kia kìa, nói chuyện cười đi con. Nói chuyện cười đi. Tôi nói dữ lắm hả? Tôi dữ lắm. Trời ơi, nó thấy ông ngoại nó đi ngang rồi hả, kêu một cái là hả cười thôi. Ừ. Mới ngủ rồi. Nãy ra chứ rồi. Phải lắm, phải nói chuyện lắm. Ừ. Mới ngủ dậy còn sặc sùi đây. Nó không chuyện, ai kêu cũng cười hết cháu quá. Nè con, nha. Nè, ngoại kêu nè. Cười đi. Quá trời, nó làm bộ dữ vậy. Hả? Nói chuyện cho ngoại nghe coi, đâu. Hả? Ủa, nói chuyện nghe con. Ủa. Ừ. Nói chuyện nè, thằng Thao. Cười cười cho ngoại nghe coi coi. Con đưa cháu có vui ha. Trời ơi, con nói là chị mừng biết bao nhiêu nói. Vui quá trời. Hả còn hơn ai bưng miếng vàng đổ tới nhà cho. Lâu lắm rồi nhà đâu có ăn nít đâu, tự nhiên có ăn nít cho nên vui. Thiệt cực hả, không có sữa cháu uống chứ mà hả mừng dữ dằn lắm. Rồi hả nó da nó lanh lợi nữa. Dạ. Bởi giờ trước giờ chị đâu có nghĩ lúc nào, lúc mà mình coi cho đứa cháu vậy ạ. Trước hả không có nó đó cho nên chị nuôi hai con chó đó. Đặng thủ hỷ, giờ có nó về hai chó đi rồi. Đi đâu? Hả? Cái ổng hả ấy cho người ta rồi. Ở vậy hả? Không để nữa hả? Không. Không để rồi đó cho nó vui. Không, Mạnh Thường Quân người ta nói hả để này hả? Kia kia nọ. Ồ, trời ơi, chứ mà để ngoài nó có con chó ngoài cái nhà đó, nó vui bớt. Con thủi lắm mà tại nhà con ấy đó. Kêu con cả là con cười hả? Gì vậy? Con làm gì vậy? Nè. Giỡn nó là mà không có bánh nó thì khóc. Yeah. Ăn đầy đủ rồi thì tươi cười vậy. Dữ lắm. Hến là thương nghiệp. Cô kia hả cổ mua hả trái cây quá trời, mua bánh và mua cho một chục bộ đồ, mua cho mẹ nó. Chục bộ đồ. Cái cô nọ tái là đau tái hay sao? Cậu mua đưa cái cậu gì đó đi xuống quay đó cũng không nhớ nữa. Dạ hả đưa đem xuống cậu mua trong siêu thị á. Nè nằm đàng hoàng coi gì vậy, gì vậy hả? sao ạ? Nãy giờ sao con hả? Sao nói chuyện nè, tỉnh chưa? Hả? Nãy giờ tỉnh chưa? Hả? Tỉnh chưa? Nè, tỉnh chưa nói chuyện ngoại nè. Chị là... Nè, tao. Tỉnh chưa con? Ngủ nãy giờ tỉnh chưa? Hả? Hả con? Hả con? Nè, gì? Uống mình vậy hả? Uống vậy rồi nó không uống mình, nó bự lắm. Với lại uống sữa này sữa kia mình không cho nó uống một thứ á. Phải có tiền mà chị cho nó uống, mà sữa 580 hồi lúc mà nó mới ra là tới giờ nó bự lắm á. Dạ. Kiểu như nó đổi sữa hoài á, không có một thứ sữa đó cho nên nó vậy chứ thôi nó bự. Con tấn nổ nó luôn đó, ông thấy không? Con tấn nõn luôn, nói hả ẩm đi ai cũng nói trời đất ơi coi con á,
ăn vậy mà con ăn vậy đó. Bây giờ này cho nó ra ngoài không chị? Con nhỏ đó đó hả? À. Không. Cha đi, cha nó đóng cửa vào trong đó. Ồ vậy hả? Kéo lưới á. Vào trong. Ý. Trời ơi, thấy ghét quá à. Mới ngủ dài mà mặt đã nó tỉnh queo à. Nói bữa chị chụp cho nó mấy tấm hình. Ừ. Nhìn. Cực dữ lắm. Kệ chụp lại lưu, dễ thương lắm. Cái giai đoạn này là chụp hình để lưu lại dễ thương lắm. Vậy chứ vài tháng nữa có quay lại là nhìn à, lớn. Chụp à vậy đó ha. À, chụp ôi, con đi đó. Má chụp ờ có cái mũ dễ thương vậy? À. Ờ có cái mũ dễ thương quá. Nhìn cái mũ. Đó đó. À có nhìn à, à nhìn cái mũ dễ thương quá. Thì em có đó, em có cái mũ dễ thương quá. À. Có cái mũ cưng quá à. Chụp con đêm là chứ không phải ban ngày á. Dạ. À, tối vô trong buồn đó kìa. À, mấy lúc trước thì à, xuống có vẻ là ái mình là dạo này à, bữa nay xuống nghe là ờ, chụp quá trời ngoài chụp hình quá trời luôn để coi tấm nào là dễ thương á à, quá trời chụp hình luôn cái tấm này thì cưng nghe u trời chụp hình quá trời ai khách chịu rồi sao sao khách chịu ừ. Có chịu ông chịu năm nữa rồi ờ à, vậy đi quay quạt bởi vậy từ nãy giờ quay mất quay quạt cho em cưng đó đúng rồi à, cái đầu đó cái đầu cứng rồi bây giờ cái đầu ôi cưng ngốc kìa ngủ chưa đã kìa nó già chuyện lắm tại giờ ấy chứ trời ơi nó mà thấy người giờ nó nói chuyện sao mê ly luôn thấy lắm thấy nói chuyện lắm nó nói mà chị nói cái bà mà gỡ đồ cho nó đó cái tối cái điện thoại nói chuyện với bà cái hả phải nhìn qua điện thoại đó mà nó nhìn vô điện thoại nó nói chuyện với bà nó cười trời ơi tao nói cười chết luôn. Cô ở mình ở Bình Dương hả? À, ở Đồng Nai. À Đồng Nai hả? À. Hà Mỹ ơi. Cô đó có tên là Hà Mỹ ơi. Ôi em vẫn còn buồn ngủ vậy. Con buồn ngủ sao ấy cưng kia kìa. Con nói chuyện dữ lắm, con cười tích tác luôn. Ai kêu không biết cười, tỉnh giờ là cười. Lâu nay chị có cân cho nó lại cho nó không? Cho bé 5kg à. À vậy hả? 5kg. Chị uống sữa, rồi cái sữa này sữa kia nó lạ. Dạ. Nó không có... Với con gái thì nó nhẹ hơn trai nữa. Bỏ xuống rồi la rồi kìa. Thấy chưa? Bỏ xuống rồi la vậy đó hả? Không có, nó tại con nó chơi dễ hơn. Con nhoi con chơi một mình con ngước con ngó đầu này ngó đầu kia mình con hả con? Con giỏi lắm á. Hả con? Con giỏi dữ dằn lắm á. Hả con? Tại con còn buồn ngủ á, con ngủ chưa có đã đó. Ban đêm con thức ban đêm rồi hả? Sáng này hả trời mưa dầm dầm đó giờ đâu có cho nó nằm mình nó được. Dạ. Chị phải nằm kế nó sợ nó giật mình đúng rồi mưa dạ. Nó ái vô cái tuần này nó kêu to lắm thằng nít nó giật mình liền à ấy nó thức cho nên hả nó ngủ chưa thẳng giấc nè. Tối thức khuya không chị? Khuya nó thức khuya dữ lắm vậy hả? À nó ngủ giấc sáng mà hồi sáng này hả thường thường giấc sáng ngủ. À dạ xin chào cả nhà, hôm nay thì mình ghé lại Long An để mà xuống thăm bé Hà My à, cũng như chị Chính à, lâu lắm rồi thì à, cũng game mới ghé lại nữa bởi vì công việc nó cũng di chuyển nhiều à, mà cũng có một Mạnh Thường Quân Nguyễn Hoàng Phương Uyên đã gửi cho bé 3 triệu để mà
gia đình mua sữa cho bé. Thì bữa nay mình tranh thủ mình xuống đây mình gỡ, chứ bởi vì nó cũng hơi lâu rồi, cho nên là đây em gỡ luôn cho chị. Đây đây 3 triệu. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Phương Nguyên là chị. Chị hả? À, chị em Nguyễn cảm ơn chị Nguyễn Hoàng Phương Nguyên. Nguyên. Gửi cho cháu 3 triệu em ngoại của cháu em sinh nhật hả? Em cảm ơn chị nhiều. Tặng hả có sữa cho cháu uống. À, còn có một cái thông tin này nữa chị, đó chị hỏi là hôm trước nghe nói là anh muốn mở cái vựa ve chai á. À. Để mà thu mua ve chai hay là gì đó. Thì chị này chị muốn hỏi theo ví dụ như là mình mở vậy á, thì cái vốn bao nhiêu để nếu mà trong cái tầm tay gì á thì chị giúp. Còn thì thiệt sự là em cũng không biết là ví dụ như mình mở một vựa chai thì bao nhiêu tiền á. Cái vựa chai á, nói chung á, vựa lớn á, thì nó tới mấy trăm triệu lận, còn mình không có vốn thì ví dụ mình có chừng trăm thôi mình mua hả, từ từ rồi mình gom góp chứ. À. Nếu là cái dựa da chai là nó phải mấy trăm triệu, 500-600 triệu. Như vậy là có nghĩa là mình mở ban đầu mình chỉ mở nhỏ thôi, nhỏ khoảng thôi. 100 triệu đúng không? Tại vì mình không có vốn, rồi thí dụ có chừng trăm mình mở lần lần nó cũng được. Đó rồi đây. Hả mới nảy sinh ra, có vốn mình mới từ từ nảy sinh ra. Đúng rồi đó. À, bởi vì là thông qua clip này gửi chị là đó, cái có nghĩa là gia đình bây giờ chỉ mở nhỏ thôi, có nghĩa là mở trong cái tầm tay khoảng 100 triệu để mà mình làm ăn nhỏ lần đầu, nếu mà làm ăn được ấy, thì mới mở lớn ra. Bởi vì một cái vựa ve chai thì nó cũng vài trăm triệu, nhưng mà cái số tiền nó khá là lớn. Đó, cho nên ủa vậy là bữa nay ảnh còn đi thu mua ve chai không, như là đã... trời mưa á, kiểu như đi giấy đồ nó ướt rồi ve chai nó xuống rẻ quá đi, thâu nhập mà không có được 200-300, cho nên từ chỗ đó ảnh hả mới xin bóc vác đi bữa nay. À, xin qua giác. Mới đi bữa nay bốc giác vậy thì tiền công thì sao ở chị? Trong kho thí dụ mà mần ăn tấn, thí dụ giờ 4-5 người mần chung một tổ, thí dụ được nhiêu thì chia ra. Có nghĩa là làm theo cái sản lượng cái gì lượng. Ví dụ như nó khoán mình một tấn là bao nhiêu tiền đó thì bắt được bao nhiêu tấn thì mình ăn bao nhiêu. Chứ gài có nghĩa là không phải là ăn công nhật. Có nghĩa là không phải ngày làm ngày nào má như nói, mà nó ăn theo sản lượng. Mình bắt nhiều thì được nhiều. Bây giờ thí dụ tấn 100 ngàn đi, thì giờ mình bóc được tấn 100 ngàn, thì thí dụ trong đó mấy người thì mình chia ra. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ cái nghề ve chai thì bây giờ mùa mưa nó cũng khó khăn rồi. Cho nên đi thu mua cũng không được, mà bán nó cái giá nó cũng rẻ vậy ha. Cái dựa da chai á, bị gì mình thu á, nó nhiều sản phẩm, ví dụ đồng nhôm nhờ giấy ấy các loại, cho nên từ cái chỗ đó cái vốn nó phải nhiều. Nhưng mà mình ấy mình không có, mình có chút ít thì mình mở mình ấy từ từ. Đó thì để về em sẽ trao đổi lại chị, đó là cái số tiền cần để mà mở một cái dựa da chai nhỏ khoảng 100 triệu. Đó, để mình mở, nếu mà trong cái tầm tay mà chị giúp được thì nếu mình thì mà gia đình sẽ mừng là có cái số vốn để mở để làm ăn, nó đỡ bớt còn nuôi với bé Hà My nữa. Dạo này bé Hà My thì sao ổn không chị? Không, nó thì hả nói chung nó bú rồi nó ngủ hả. Dễ thương vậy hả? Nó bú nó ngủ hả, nó cưng lắm. Mà trời xanh bởi hả con mẹ nó vậy vậy cho nên nó dễ. Chứ nó khó vậy lớp nào hả ổng đi rồi ở nhà chị chăm nó và chăm mẹ nó nữa đâu có hay. Dạ. Đó. Cưng là cưng vậy đó. Rồi bú no rồi ấy tắm rửa bú no thải đó. Rồi hả quay qua cho mẹ nó ăn uống tắm rửa mẹ nó. Ở ngoài nó thì đi. Như đi làm mà bốc xếp vậy thì đi sớm không chị? Bốc xếp thì hả 5 giờ ảnh còn nhà, 6 giờ ảnh được đi. Vì nó gần á. Đây chạy qua bển chừng nửa tiếng hả. Dạ. Đó đi không có qua phà qua giang giáo á. Rồi trong khi mùa mưa này nè mặn ở trong kho nữa, không có ở ngoài. Dạ. Cho nên hả dễ mặn hơn. Nó đã hơn đi ngoài trời mưa trời gió. Xin thông báo mọi người là cái nhà này nó bây giờ thật sự ra thì mưa á là nó dột tứ tung hết kìa, nó dột không có chỗ nào gái, bởi vì ba cái tôn này là cái tôn dùng lại ha. Anh nói là... ước gì quan sang năm có tiền á, chừng 4-5 triệu thôi, cái mình lột hết cái tôn này, chừa cây lại,
cái lột tôn hết, cái mình mua lá mình lọt từ dưới lên trên luôn đó cho nó mát, nó không giọt đó. Vậy là cái số tiền đó cũng không lớn, khoảng 4-5 triệu để mà thay cái tôn ba cái tôn đó hết đó. Thay cái tôn, bởi vì cái tôn bây giờ mùa mưa là hình như là dột hết ha. Dột đó, nửa nào chị bỏ là... Có nghĩa là bây giờ là cứ mưa là phải chuẩn bị lao. Cái nùi dẻ vậy đó, là cứ lao tới đó. Như vậy là hết tiền rồi, có là mua được một hộp sữa cho bé Hà My nữa thôi, cho nên là ông ngoại bây giờ là tranh thủ là đi bóc vác, đọc xếp. Đó, ông ngoại đó hả, hết chỗ này thì ông chạy chỗ kia. Ông giỏi thiệt hết trời. Ông đi hả, ông mừng. Chị ở nhà thì chị phải chăm vậy đó. Bây giờ ổng là cũng là nhiều năm nay rồi, phải 9-10 năm nay ổng là cái lao động chính luôn. Thật sự là ổng là lao động chính ở nhà này, mà thật nếu mà không có ổng là hai mấy mẹ con là cũng cực lắm đó, trời hai mẹ con cực lắm luôn á. Chị nói mà hồi đó chưa có Hà My mà yêu cầu không gặp ông này là chị chết nay 6-7 năm nay, chứ không có nói là còn sống. Ừ kìa. À, chị bệnh dữ dằn lắm mà. Ủa vậy hả? Nhìn chị vậy chứ yếu hơn cái bà nãy đó. Chị bệnh hả? Ừ. Ủa vậy hả? Trời ơi, chị tiêm xong đầu, rồi gan, rồi há bao tử, cuốn bao tử hành. Rồi bệnh chỉ nữa, trời lum hết. Quá trời luôn. Ừ. Bởi chị hả, cẳng chị đi chân mà dép thấp thấp chứ lẽ dép cao là chị té. Không có đi được, yếu dữ lắm. Nó mập, bị gì chị nhức khớp đỡ, cái chị uống thuốc. Uống thuốc hả, cái hả nó mập. Nó mập chứ thật, mập thuốc chứ không phải là chị mập tự nhiên. Chị mập thuốc á. Thì cũng cảm ơn chị Phương Nguyên rất là nhiều, nhờ cái 3 triệu này thì cũng có thể duy trì một thời gian để mà mua sữa cho bé. Bây giờ là một hộp sữa của bé là 300 ha. 370. 370 gần 400 thì cũng mua cho bé được vài hộp, là một tháng là thường dùng hết bao nhiêu hộp ta? Một tháng lúc này là một tháng hơn 5 hộp đó. Ồ vậy hả? Hồi nó tháng đầu tiên là 4 hộp. Đó, mà nay là nó 2 tháng mấy rồi. Bây giờ được một cái là có cái dạng mà tự đưa này, cho nên là bà ngoại đỡ một xíu. Chứ hồi trước là phải cột cái dây vô cái dạng là kéo, kéo liên tục, ngồi kéo liên tục rồi đó. Tao biết bữa hổm á, kéo, giờ cũng hả Mạnh Thường Quân cho, cái ổng mua cái cục mà đâu có tiền, cho kiểu ấy đó, ổng mua cái cục 350, ổng xài có một tháng là nó hư, ổng mới đi mua cục đó, nay ba bữa 500 mấy đó. Adapter đây. Đó. Ủa, vậy nó hư hả? Hư, cục kia xanh hư rồi. Ủa vậy hả? Té ra là cái cục này nó nhanh hư vậy hả? Tính ra mua mới đây mà. Mới mà, cái cục này nè, người ta có bảo hành, còn cái cục kia nó không có bảo hành. Nó có 300 mấy hả, cục này người ta 500 mấy, người ta có giấy bảo hành. Đây là cái cục adapter để nối vô cái motor của cái giảm thôi. Nó, chứ đó, không phải là gì. Người ta bảo hành được 1 năm, còn cái kia nó không có bảo hành. Nó mua về có hư mất. Xài có 1 tháng hư rồi. Ủa vậy cái phần nhà dưới này dột, cái phần nhà trên này đã không? Dột hết, đã chỉ nói là không có cái chỗ nào mà nó không có dột á. Dạ. Ngoại nè con. Ngoại nè. Vậy con. Nó nói vậy thôi chứ nói lên tiếng là nín nè. Ngoại nè, ngủ đi con. Ngoại nè. Nó giật mình. Dạ. Dạ. Chị nói là không có cái chỗ nào không dột, trừ ra có cái phòng đó dột mỏng che tấm bạc vậy đó, rồi hả cho hai bà cháu đỡ ban đêm đó. Rồi bà ngoại lại coi rồi khóc rồi. Ngủ đi giật mình là gì, mới đeo lên ngủ à. Nó nghe tiếng thì là nó rính. Dạ, quen rồi. Cái căn nó da thẳng vậy là nó cho gió nó vô nó mát. Đây. Lâu quá không để mọi người xem bé xíu này. Tôi tự nhiên giật mình dậy mất rồi nè. Mới ngủ rồi hả? Đây chị ẩm xuống rồi. Đấy. Bữa nay nữa là 3 tháng, hơn 3 tháng rồi ha. Không, chưa được 3 tháng, 8 tây nè.
À tám tay, à tám tay này mới 3 tháng chứ. À, hồi trước là 2 tháng. Wow. Chào Hà My nha. Tức rồi đó. Ồ, bữa nay nhà khác quá nè. Sao con? Ý. Bây giờ quay tròn rồi. Sợ mấy cái này nè, đau đầu nữa. Nay biết quay tròn rồi, nay dễ gì ở một chỗ đâu, dễ nằm một chỗ nữa. 3 tháng rồi, quay tròn hết. Vài bữa nữa là lặt hết. Bò đi được là lẩm đảm là lặt hết, phá hết luôn. Giờ tươi rồi đó. Hả con? Ờ, mấy chục năm rồi nhà mấy con nít. 30 mấy năm. Còn cái mẹ nhà la ha. Mà nghe cái lúc nó khóc kìa mới giận. Khóc dữ về thì ớn. Cưng quá mà, cưng quá mà, cưng quá mà ha, bà phải cho em ha. Con Hà My này hả, sao bà ấy cho sản phẩm, bà cho đầu trước, không biết mọi người nói. Dạ. Ai hả, tới mà hả. Con nít đồ xây cổ nè, đang cho bà ú ăn đồ không nhiều nhão, bà cũng gửi nữa. Cái gì bà cũng gửi về bà cho. Yếm hả? À, cái yếm. Cái vòng bạc dễ sinh dễ sợ lắm. Nít đeo vòng bạc để cho nó tránh gió tránh nắng nè. Ồ, dùng vài tháng nữa có lặt cái máy đâu. Cái vậy đó. Đó, đó là lặt hết giờ, nó lặt giờ đó. Bán hơn bán được cái em lặt chứ mấy mà. Nay xây tròn á, nay xây tròn hết rồi nè. Nít nó nằm vậy nó có cái hơi ấm của người lớn á. Ngoài này đi vác sắt rồi. Đây đã chuyển nghề rồi. Hết đi lượm ve chai rồi. Dữ lắm. Không nói trời ơi, tôi vô trong cảng mà hả, mấy cái đứa kia nó bự con hơn không hả mà hả. Nó mặn đâu có qua, đâu có nổi. Ừ. Thì người không chắc rồi. Ông nhỏ con chứ ông mạnh mà ông nhanh lẹ nữa. Ừ. Nhanh lẹ dữ. Chịu lắm. Sống được chứ hả? Ông ngoại con ông quạt phát dữ lắm. Hả con? Ông có đức dữ lắm à. Ông ơi. Hả con? Ngoại con không có đức lắm à. Hả con? Ông để cho con hưởng à. Ừ. Hả con? Đau. Hả? Ông ngoại nghe coi, ông ngoại đâu, ông ngoại đi đâu rồi, ông ngoại đâu, ông ngoại đi đâu rồi, uống đi mình kiếm tiền mua sữa con uống phải không, thấy không, quá trời quá luôn à,
dạo này mẹ nó vô là biết biết không? Không. Còn vậy đó thì hả? Thì nó cũng vậy, nó từ hồi xưa tới giờ nó vậy đó. Rồi, bằng dạng ha. Còn không có ý thức kìa, biết không con vậy cái. Không biết chứ. Ý là chạy nó giỡn nó đùa đó, cái làm mấy đứa nó sợ đúng không? Sợ. Ừ. Tại khi nó không ý thức được là cũng khó. Ê, ôi trời. Ê, chưa? Nói chưa, uống sữa là ngủ. Nói chưa, ngoại cho ấy sữa uống không? À. Ừ, ngoại pha giờ cho ấy sữa cho con uống nha. Uống sữa là ngủ tiếp. Vậy hả? Tại đút một cái là bún với hàng sao rồi với cơm nó ấy rồi cho mẹ nó nằm mình đó hả? À, cứ để ra giảm đưa vậy. Nhầm khi nó cũng nằm về ở dưới đây luôn nữa. Nằm dưới cái chiếu này luôn. Đó, nó dễ lắm. À. Đói rồi, bố ngon lành luôn á. Giỏi ha. Nó cũng tăng là nửa bình á. Ờ. Giỏi chơi đó. Chơi đã là cái mà đưa vô cái bố êm ru luôn. Bố con gái cái mắt liều riêu ngủ già. Con này giàu ép tí màu à. Chạy đã ra là bố riêu ngủ liền nha. Quăng lên cái là ngủ á. Nó yeah. Cho nó mát. À, năm qua lượn hồi cái này bị hâm. Mình phải sức làm cho nó thoáng đó. Khô thoáng. Ừ, dễ chịu. Cứ nghe không trời đá nhưng khóc. Ừ. Năm trời chơi cũng khóc. Bún đã vậy rồi, lúc ghê nè. Cũng hay chứ, hồi mới sinh ra chút xíu xíu mà con pha sữa cho bố được con giỏi chứ. Bây giờ thì nó được 1-2-3 tháng rồi thì đã nha. Hồi mới sinh nhỏ xíu làm thì giỏi lắm. Trời ơi, từ hồi đó giờ mình chưa có ẩm đứa con nít nữa. Đã không biết lót miếng tả làm sao mà hồi đó tôi xài tả cột tả ấy kia, giờ tả này có biết làm sao. Giờ đâu chừng nửa tiếng hồi sau cái hả? Tự nhiên nhìn ta cái thấy và cái để ý. Thấy nó đói không? Đói.
Bu ngon lành lắm. Kiến heo mà kiến đen á, nó cắn mà tao nói mục nào mục mấy hả, tổ mẹ nó mát hai bàn chân sức vô phút mấy giờ đã đợi ngường á hả, à. Chạy ra phía sau vậy, à, nó leo ở chỗ đó về kiến heo mà ở dưới đất đó, kiến heo đen mà. Có con kiến đó nó bự như kiến vàng mà ở đen phùi, kiến đó nó nẻ trời ơi. Thả đó là một khá ư, không thả ra luôn. Rồi à, cho ngồi lên là bà vô lưng. Má vô lưng vậy là cái 5 phút 10 phút để xuống giọng là quất à, là ngủ á. Ghét kìa, quen với tư thế này rồi. Không, không khóc la. Vậy nó khóc vậy đó là dữ dội vậy đó, mới khóc vậy đó. Rồi uống xong rồi thải lên ngủ rồi, chứ không phải như có người ta cho khóc. Ừ giỏi vậy đó hả, bú sao mà hả, no đó hả, chuẩn bị đi ngủ ha. Trời vừa 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 cái lưng vậy đó à, hồi vỗ dài cho à dài mới được ha, à là nó xuống sữa đó. Rồi, cho à, lên ngủ nữa đâu. Còn ngoại có kinh nghiệm rồi đó. Em, cho lên ngủ ha. Nói điện là thả lên nè. Thả là đi ngủ đó. Bấm lên cái là nó cứ thế mà nãy ha, tự đưa thôi. Rồi xoay cái quạt này qua luôn, cái quạt này qua cho mắt em ngủ. Đúng là ồ hai cái quạt cháu vô vậy đó, dục xuống vậy không khóc không la vậy ngủ rồi tống tống đã ngủ rồi. Với mẹ nó còn mày kia cho nó dễ như xong rồi đó hả, về ngủ đó hả, cưng chưa kìa, về ngủ đó hả em, trời cái miệng còn chíp 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 nữa kìa, trời ơi vô tới đây nằm ngủ đâu mà cái miệng còn chíp 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 nữa. Ừ chú thấy mà tới cái bình sữa mà cổ cũng gỡ về à, chíp 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 vậy đó hả, dạ dạ chíp 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 còn đi ngủ đâu cái miệng kia còn cưng chưa kìa. Ấy, thấy không? Ừ. Đâu khóc la gì. La giải cái miệng con chút chíp 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 chíp. Miệng cũng con à, uống miếng nước này. Nước nó không có nút. À. Phải bớt hả? Nhỏ nó không có nút nước. Ừ, nhỏ xíu nước để tán cái miệng thôi. Hai cây quạt cháu vô thổi. Ê dậy em đi ngủ đây. Kinh quá hả, nó dậy em đi ngủ đây chứ ha. Thôi dễ cho mẹ còn chăm mẹ nữa nha, bà ngoại còn chăm mẹ nữa nha. Chứ khó là lần biết là thời gian lâm mà cha mẹ. Tám là thương nghiệp.
cô kia hả, cổ mua hả trái cây quá trời, rồi mua bánh, rồi mua cho một chục bộ đồ, mua cho mẹ nó chục bộ đồ. Cái cô nọ tá là đau tá hay sao? Cậu mua đưa cái cậu gì đó đi xuống quay đó cũng không nhớ nữa. Vậy hả, đưa đem xuống có mua trong siêu thị á. Nãy giờ làm sao con hả? Làm sao nói chuyện nè, tỉnh chưa hả? Nãy giờ tỉnh chưa hả? Tỉnh chưa tỉnh. Nè